tối 2 tháng 2, Hoa hậu Hoàng Vũ Henie đã tham gia buổi giao lưu và vinh danh đội tuyển U23 Việt Nam do Báo Thanh Niên tổ chức. Trong dịp này, cô đã chia sẻ về tình cảm của mình dành cho U23 Việt Nam, cũng như gửi lời chúc đến các cầu thủ. Như các bạn đang thấy, không khí rất là sôi động và đang hân hoan để chào các cầu thủ U23 Việt Nam. Thì chính bản thân Hen cũng như vậy, đang rất là hào hứng và hồi hộp. Thậm chí tí nữa Hen còn lên sân khấu để giao lưu với các bạn. Hen đang cảm thấy rất là hồi hộp và luôn hy vọng là mình có thể nói những điều gì đấy, chia sẻ và động viên tất cả các bạn. Cảm ơn U23 Việt Nam ngày hôm nay đã có mặt tại buổi giao lưu ngày hôm nay để tất cả những người ngày hôm nay đã có cơ hội để có thể tri ân tất cả các bạn. Với Hen thì tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam đều để lại cho Hen ấn tượng. Nên là không có bất kỳ một ai mà là tất cả mọi người luôn. Nhân dịp Tết đến xuân về thì Henie xin chúc tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có một sức khỏe dồi dào, sẽ có một cái Tết ấm áp bên gia đình của mình, cũng như là tận hưởng những điều mà các bạn đã làm cho Việt Nam. Và điều quan trọng hết đấy là tất cả những con người Việt Nam đang luôn hướng về các bạn và ủng hộ các bạn trong chặng đường phía trước. Muốn chân an các bạn là các bạn hãy cố gắng, mọi chuyện sẽ vượt qua. Những điều mọi người nói trên mạng xã hội đều là dù là ý kiến trái chiều, tích cực hay là tiêu cực, thì các bạn hãy lấy những điều đấy là động lực để các bạn cố gắng trong cuộc sống. Không buồn, không lo lắng, hãy cố lên.